Video này sẽ hướng dẫn các bạn đăng video có gắn giỏ hàng. Thì sau khi mà mình đã liên kết được shop và nick TikTok của mình lại với nhau, thì tức là mình đã mở được cái chức năng là làm affiliate ở trên TikTok rồi. Thì bây giờ mình sẽ đến với một cái ví dụ minh họa để dễ hiểu hơn cho cái khái niệm là một video được gắn giỏ hàng là như thế nào mọi người nhé. Nếu như mà mình đã lướt TikTok rồi thì chắc hẳn đã không ít lần mà mọi người mình lướt qua phải một cái video TikTok mà có gắn giỏ hàng rồi. Đây, mình cùng xem mọi người nhé. Thì đây là những cái dạng video mà đơn thuần ở trên TikTok này mọi người nhé. Thì nó mật độ cây xanh dày. Thì nó là những cái video giải trí đơn thuần thôi, không có gắn giỏ hàng, không có bán hàng ở trên TikTok này. Đây mình cùng lướt này. Không để ý. Rất nặng. Cần 10.000 lượt bán và máy thời mà một TikTok cơ. Cái người làm còn một khi bọn anh. Thì ở cái video này là cái anh này là đang giới thiệu, đang review một cái chiếc quần, một cái chiếc quần Âu mọi người nhé. Thì anh này là sẽ gắn cái chiếc quần Âu, tức là gắn cái sản phẩm vào trong cái video này. Và mọi người sẽ thấy ở phía dưới góc bên trái màn hình ấy là sẽ có một cái biểu tượng, một cái chiếc túi, một cái giỏ sách màu cam. Là mình sẽ nhấn vào cái giỏ sách đấy, đó, thì nó sẽ ra cái thông tin sản phẩm này mọi người nhé. Đây, cái chiếc quần này đang là 87.000. Thì sau khi mà cái video này được đăng tải lên trên TikTok thì người xem ấy, họ sẽ lướt và họ gặp phải cái video này. Nếu như mà họ nhấn vào cái giỏ hàng này đó, họ xem cái thông tin sản phẩm và họ ra cái quyết định mua hàng ở ngay trên cái video này, thì là cái người bán, thì tức là cái người mà làm ra cái nội dung này sẽ được ăn tiền hoa hồng mọi người nhé. Đây mình cùng lướt. Bọn em muốn mình ước gì mình đây, biết được cái điều này đây sớm. Đây cũng là một cái video bán hàng mọi người nhé. Thì cái anh này ấy, là anh này là làm, anh bán một cái đai giữ áo sơ mi. Và anh ấy gắn cái giỏ hàng vào. Thì cái giỏ hàng ở đây nó chính là cái sản phẩm là cái đai giữ áo sơ mi này. Thì nếu như mà bất kể mà có một người xem nào họ lướt phải cái nội dung này, họ ra cái quyết định là họ mua hàng ở đây, đó, họ mua ở đây, thì cái người mà làm ra cái nội dung này sẽ được tiền hoa hồng mọi người nhé. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các cái bước, những cái thao tác cơ bản để mà mình đăng một cái video mà có gắn giỏ hàng ở đấy mọi người nhé. Thì cái bước đầu tiên, nếu như mà muốn bán một cái sản phẩm bất kỳ nào là mọi người mình phải thêm cái sản phẩm đấy vào trong cái giỏ hàng của mình trước đã. Thoải mái. Nếu như mình muốn làm affiliate cho chiếc đai này đi, thì mình phải thêm cái đai này vào trong cái giỏ hàng của mình trước đã. Thì đây mọi người nhé, thì các cái thao tác nó sẽ là như này. Đầu tiên ấy là mọi người sẽ vào cái phần hồ sơ. Ok chưa? Thì sau khi mà mình đã liên kết được shop và nick thành công rồi, thì ở cái phần hồ sơ của mọi người ấy là mình sẽ có một cái biểu tượng, nó chính là cái phần túi sách này. Ok chưa? Thì mình sẽ nhấn vào trung tâm nhà sáng tạo TikTok Shop ở đây. Đó, mình nhấn vào đây thì cái phần này, cái giao diện này, nó chính là cái giao diện của một cái người làm affiliate mọi người nhé. Thì ở cái phần giao diện ở đây, nó sẽ có những cái chức năng như sau này. Sản phẩm này, quản lý thực hiện nội dung này, thu nhập này, quản lý mẫu này. Thì ở cái video này thì mình sẽ tập trung vào cái việc là làm sao để mình thêm được cái sản phẩm đấy vào trong giỏ hàng trước mọi người nhé. Thì là mình sẽ nhấn vào sản phẩm mọi người nhé. Đó, thì nó sẽ ra một cái trang thông tin của những cái sản phẩm hiện tại đang có ở trên TikTok Shop để mọi người mình lựa chọn để mình làm affiliate. Thì đây, cái trang này, cái giao diện của nó này, nó sẽ bao gồm này là sản phẩm này, hình ảnh sản phẩm này, thông tin sản phẩm, ví dụ như là giá tiền này, ví dụ như là cái chiếc quần Âu Nam Quy House này đi, thì cái giá tiền của nó là 198.000. Nếu như mà mọi người mà bán được một chiếc quần thì là mình sẽ ăn được 29.700 đồng tiền hoa hồng. Và cái quần này đang bán được 74 chiếc rồi. Đó, thì nó sẽ có là giá tiền này, hoa hồng nhận được khi mình bán được một chiếc và số lượng đơn đã bán được của cái sản phẩm đấy. Ok chưa? Thì ở cái phần trên này nó sẽ có một cái nút là tìm kiếm mọi người nhé. Thì ở phần trên cùng ấy nó sẽ có một cái mục là tìm kiếm, thì là mình sẽ tìm kiếm những cái sản phẩm ở đây mà mình muốn làm affiliate trước tiên. Ví dụ như bây giờ đi, mình mà muốn làm affiliate cho một cái sản phẩm là một cuốn sổ chẳng hạn, đây, thì là mình sẽ lên trên cái phần tìm kiếm này, mình tìm sổ chẳng hạn, đó, mình nhấn tìm này. Đây, thì nó sẽ ra những cái sản phẩm sổ hiện tại đang có ở trên TikTok Shop. Đây, ví dụ như là bây giờ mình mà muốn làm cái sản phẩm là sổ chép địa tạng này mọi người nhé, thì là mình sẽ nhấn vào cái nút thêm. Đây, mình xem thông tin của nó này, là một cái quyển sổ này giá là 73.000 và kiếm được 10.900 tiền hoa hồng khi mà mình bán được một sản phẩm. Và cái quyển sổ này đang bán được 38.500 sản phẩm ở trên TikTok Shop rồi. Mình sẽ thêm cái sản phẩm đấy vào trong cái giỏ hàng của mình mọi người nhé. Thì mình sẽ nhấn vào cái chữ thêm. Đây, đó. Sau khi mà mình đã nhấn vào cái chữ thêm rồi, cái sản phẩm này nó sẽ được thêm vào trong cái phần trang trưng bày của mình. Cũng như là mình bây giờ là mình có thể là mình đăng video và mình gắn được cái sản phẩm là cái quyển sổ này vào rồi. Đấy là mình đã xong được cái bước đầu tiên rồi, là mình đã thêm được cái sản phẩm mà mình muốn làm affiliate vào giỏ hàng trước rồi. Thì cái bước số 2 ấy,
thì mình sẽ đến với cái phần mà mình sẽ phải làm video. Thì cái video ở đây ấy, nó bắt buộc nó phải liên quan đến sản phẩm mọi người nhé. Thì có một cái lưu ý như này, thì nếu như mà mình đã thêm cái sản phẩm, ví dụ như ở đây là mình thêm cái thang hộ gia đình này đi, là giá là 248.000 này vào, mình thêm ở trong cái giỏ trưng bày của mình rồi. Thì nếu như mà mình muốn làm một cái nội dung tiếp thị cho cái sản phẩm là cái thang này ấy, mình bắt buộc cái nội dung của mình, cái video của mình nó phải liên quan đến cái thang này. Chứ mình không thể nào mà mình làm cái nội dung, ví dụ như là mình bán áo đi, mình làm cái nội dung mình giới thiệu áo mà mình lại gắn cái thang này vào trong cái video của mình được mọi người nhé. Nếu như mà mình đã thêm cái sản phẩm nào vào giỏ hàng rồi, mình muốn bán affiliate cho cái sản phẩm đấy, thì mình bắt buộc là cái video của mình cũng phải là giới thiệu về cái sản phẩm đấy. Chứ mình không được là treo đầu dê bán thịt chó mọi người nhé. Đấy, keo dán giày này, thêm cái keo dán giày này vào thì mình cũng bắt buộc phải làm một cái nội dung mà mình giới thiệu cái keo dán giày thì mình mới được TikTok chấp nhận mọi người nhé. Đó là cái bước số 2, là mình sẽ làm cái video giới thiệu sản phẩm đấy. Bây giờ mình sẽ đến cái bước số 3, là mình sẽ đăng và gắn sản phẩm vào video mọi người nhé. Đây, ở cái phần trang chủ của TikTok này là nó sẽ có một cái phần là cái chữ tạo này. Mình sẽ nhấn vào cái chữ tạo này, đó, thì nó sẽ ra một cái giao diện là cái video ở đây. Thì mình sẽ chọn cái video mà mình vừa mới quay lên mọi người nhé. Thì ví dụ như là mình lấy bừa một cái video này đi. Đây, một cái video 13 giây này mình lấy bừa đi. Đó, mình sẽ nhấn vào chữ tiếp nhé. Đây là tiếp. Thì có một cái lưu ý mọi người nhé, cái video này phải là cái video mà nó đã hoàn chỉnh rồi. Nó phải là cái video mà mọi người mình đã chỉnh sửa xong rồi thì mình mới bắt đầu mình đăng lên mọi người nhé. Thì cái video ở đây mọi người nhé, là mình sẽ phải là mình hoàn chỉnh, mình hoàn thiện cái nội dung đấy rồi, là mình mới đến cái bước số 3, là cái bước mà đăng và gắn cái sản phẩm vào video của mình. Lấy một cái ví dụ là cái keo dán giày vừa rồi đi. Đây. Đó, thì là mình ở đây, khi mình đăng tải video này, nó sẽ có một cái phần là thêm liên kết ở đây. Mình sẽ nhấn vào cái thêm liên kết, mình chọn sản phẩm, thì nó sẽ đến một cái giao diện là những cái sản phẩm mà mình đã thêm vào cái trang trưng bày của mình mọi người nhé. Thì ở đây ấy, là cái sản phẩm nào mà mình vừa mới thêm vào, mà mình làm một cái nội dung để mình giới thiệu các sản phẩm đấy, mình muốn gắn cái sản phẩm này vào trong video ấy, mình sẽ nhấn vào chữ thêm. Ví dụ như là cái video vừa rồi ấy, là mình quay, mình giới thiệu về cái keo dán giày ấy, mình sẽ thêm cái keo dán giày vào. Nhấn thêm này. Đó, thì ở cái phần thêm sản phẩm này, mình sẽ được đặt tên cái phần này mọi người nhé. Tức là cái tên ở đây mọi người đặt ấy, mọi người đặt tên như nào thì khi ấy, mọi người đăng video lên nó sẽ hiển thị là như thế. Ví dụ ở đây mình có thể đặt là gì? Một là keo dán giày này, giá cực rẻ này, hoặc mình đặt là gì? Hoặc là mua sản phẩm tại đây. Nói chung là tùy mọi người mình muốn đặt gì thì mình đặt, thì nó sẽ giới hạn trong 30 ký tự. Mình tiếp theo ấy là mình sẽ nhấn chữ thêm ở đây. Đó, và cuối cùng là mình sẽ nhấn đăng, là mình sẽ hoàn thiện được một cái nội dung đăng video có gắn giỏ hàng. Thì cho những người nào mà mình chưa biết đăng video làm sao để gắn được giỏ hàng để làm tiếp thị liên kết ở trên TikTok mọi người nhé. Ok, thì video ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Thì hẹn gặp mọi người ở những video sau.